sự tổ chức buổi tiệc mừng tân gia, chúc mừng tân gia đại cát cho gia đình anh tại chị Hoa trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên cho phép Mạnh Phú, người kết nối chương trình ngày hôm nay, xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân ái nồng nhiệt nhất. Dạ kính thưa toàn thể quý vị quan khách quý thân mến, đúng là trăm năm thì ta chọn lấy một ngày, trăm năm chọn lấy một ngày này đây. Bao nhiêu năm đợi tháng chờ, tân gia đại cát bây giờ là đây. Toàn thể quý vị chúng ta hãy hướng ánh nhìn của mình về phía sân khấu tư danh hôm nay, chào đón sự hiện diện của tân gia chủ anh Lò Văn Tài, chị Lương Thị Hoa. Vâng, xin mời. Dạ vâng, thưa toàn thể quý vị thân mến, đây chính là khoảnh khắc tuyệt vời, giây phút tràn ngập niềm vui hạnh phúc của tân gia chủ cùng trở lại sân khấu tư gia với những ánh mắt nhìn của toàn thể quý vị thật là tuyệt vời. Trở lại sân khấu tư gia để ra mắt thân thiện toàn thể quý vị ngày nay ạ. Xin mời tân gia chủ ạ. Dạ vâng, và toàn thể quý vị chúng ta đừng quên va lên những tràng pháo tay thật lớn chào mừng sự hiện diện của tân gia chủ. Vâng, xin mời. Dạ kính thưa toàn thể quý vị quan khách quý vị thân mến, và hiện diện trên sân khấu tư gia ngày hôm nay đó chính là nhân vật hai nhân vật chính, xin được giới thiệu cùng toàn thể quý vị anh Lò Văn Tài và chị Lương Thị Hoa là chủ nhân của ngôi nhà mới. Lý do toàn thể quý vị chúng ta cùng trở về đây để chung vui với niềm vui của anh chị ngày hôm nay, và để gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị đã bất chấp thời gian vàng ngọc của mình trở về chung vui chúc mừng cho gia đình ngày hôm nay. Trân trọng kính mời anh tại chị Hoa sẽ cúi một cái cúi chào thật sâu thay cho lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Một lời chào, xin mời. Dạ kính thưa toàn thể quý vị quan khách quý thân mến, cuốn theo dòng chảy của thời gian, con người chúng ta ai cũng mơ ước cho mình một cuộc sống ấm no hạnh phúc, một gia đình đầy ắp những tiếng cười, và bên một người đàn ông chịu khó có một người phụ nữ đảm đang với những nỗ lực phấn đấu cũng như sự toàn thể quý vị chúng ta cùng đến đây chúc mừng. Hôm nay anh chị chúng ta đã có một cuộc nhà hạnh phúc tuyệt vời, và sự trở về hôm nay của toàn thể quý vị ngày hôm nay đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của anh chị ngày hôm nay. Dạ kính thưa toàn thể quý vị quan khách quý thân mến, ngôi nhà không chỉ để che nắng che mưa mà là nơi để tất cả các thành viên lui về sau những bộn bề của cuộc sống, sau những lo toan của công việc. Ở chính ngôi nhà của mình, các thành viên sẽ cùng ăn một bữa cơm đoàn viên, chia sẻ cho nhau những niềm vui, những tiếng cười hạnh phúc. Và không có gì tốt đẹp hơn ngoài những tình cảm của toàn thể quý vị ngày hôm nay cùng trở về đây để chúc mừng tân gia đại cát cho anh chị. Một lần nữa trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Dạ kính thưa toàn thể quý vị quan khách quý thân mến, đúng là trăm năm thì ta tròn lấy một ngày, trăm năm tròn lấy một ngày này thôi. Bao nhiêu năm đợi tháng chờ, tân gia đại cát bây giờ là đây. Và toàn thể quý vị chúng ta hãy va lên những tràng vỗ tay để chúc mừng sự khởi đầu, tiệc mừng tân gia đại cát cho gia đình hôm nay. Và xin mời.
lên vợ xò phép à, khi chú con là sao không ngủ chú để chú ngủ cờ ฉันยอมแต่งกว่าน้องเมียเด้อชื่อเพื่อนพี่หลานชั
ก็มักกันเลยถ้าเหลือให้ความรักผู้ลานาก็ว่ามีใดกันเลยหันบาที่ชอใจไปหูแกหน้าเราที่ชอปันเลยแกเราปันเปลี่ยนกันไปสิเราบันปุ้นเอา